con chưa ngủ nữa. Dạ, con chơi một chút rồi ngủ. Cất ngay rồi lên giường ngủ cho mẹ. Dạ. Các em về nhà làm bài tập đầy đủ, mai nộp lại cho cô nha. Dạ. Bài tập làm cả đống luôn, làm gì nổi. Con về rồi. Về rồi hả? Về rửa tay ăn cơm nghe con. Nay ăn khổ qua nhiều thịt ha. Hả? Trời đâu đắng lắm. Sao mẹ không chiên gà cho con ăn? Trời nóng ăn nhiều đồ chiên không tốt đâu con. Thôi lẹ đi, ăn cơm còn nghỉ trưa nữa. Dạ. Sao chán vậy trời? Tivi mà chả có gì hay hết. Ba, cho con coi kênh khác được không? Chỉ mỗi có hoạt hình không à. Mấy kênh còn lại ba khóa hết rồi. Vì mấy kênh còn lại con chưa đủ tuổi để coi, có hiểu không? Chán quá. Hay ba cho con dùng máy tính đi. Để làm gì vậy con? Thì để con vừa học vừa coi những thứ con thích. Ba không nha, con hỏi mẹ đi. Nhưng mà ba chắc chắn mẹ cũng sẽ không. Sao vậy ba? Vì con sẽ không chỉ học trên máy tính, mà con sẽ tìm kiếm những thứ không tốt trong đó. Và con còn làm tốn thời gian của con nữa. Bao giờ mới được làm những điều mình muốn thôi? Khi nào con lớn đi. Làm gì cũng không được, muốn gì cũng không xong, chán muốn chết. À, ba có cái máy hồi trước biến mình với bụng bự thành ông cụ, giờ mình chỉnh lại chắc cũng chỉ vừa đủ lớn thôi. Đúng là có lúc chỉnh lứa tuổi, mình sẽ chỉnh mình đến 30 tuổi. Ủa, em mới có 5 giờ sáng mà đồng hồ đã kêu rồi. Vậy lẽ mà đi làm, ở đó mà thắc mắc. Làm gì? Đi làm kiếm tiền, bà 30 tuổi rồi, không còn học sinh tiểu học nữa đâu. Đúng rồi, cái máy, mình quên mất. Hay quá, mình lớn rồi. Trời ơi, vậy rồi thì làm lẹ cho xong công việc, chút nữa nộp sếp. Sếp nói không có trong ngày hôm nay, là đớn bị đuổi việc đó. Chết mình rồi. Đi làm đi, tới giờ rồi. Rồi, xong rồi. Nhưng mà chưa ăn sáng hả? Không có thời gian đâu, đi đi. Đói quá, đói quá đi. Có đồ ăn trên bàn kia, ăn đi. Ủa, sao hôm nay nó ngon vậy ta? Mau lên, còn làm việc gửi sếp nữa kìa. Không có muốn làm nữa đâu, mệt lắm rồi. Tha cho tôi đi. Hả, vậy là thành con nít rồi. Sao rồi con trai? Con muốn lớn nữa đâu, lớn cực lắm. Con đừng có lo, hãy từ từ tận hưởng bản thân mình khi còn nhỏ. Để khi con lớn lên, con sẽ nhớ lại thật vui vẻ, chứ không phải là hối tiếc nha con.